Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Chân dân thành phố Đà Nẵng Lương Quyển Bình Triết đến kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Kiểm tra công tác kiểm soát y tế tại khu vực đường Bắc Sơn, phường Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị quân Cẩm Lệ tiếp tục huy động các lực lượng tại chỗ, bám sát tình hình, đo thân nhiệt, kiểm tra giấy tờ một cách chặt chẽ cho những người ra vào khu vực phường Hòa An, đồng thời cần chủ động nhiều biện pháp tuyên truyền cho người dân thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, cũng như quy định của thành phố về áp dụng các biện pháp mạnh kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tại khu phong tỏa ở trường Nguyễn Đình Tướng, phường Hòa An, phó bí thư thường trực thành ủy Lương Quyển Minh Triết ghi nhận, động viên và đánh giá cao nỗ lực của tổ Covid-19 cộng đồng tại đây trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời đề nghị quận Cẩm Lệ cần quan tâm tạo điều kiện hơn nữa đến việc phát huy vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng, nhanh chóng hỗ trợ cho những người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để không để ai bị bỏ lại phía sau kiểm tra công tác cách ly y tế hết tại công trình dở công dân khu công nghiệp Hòa Cầm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quyện Minh Triết đề nghị quận Cẩm Lệ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại khu cách ly theo quy định, quan tâm đến đời sống người dân trong khu vực này. Bên cạnh việc quản lý giám sát chặt chẽ công tác cách ly tại đây, quận cũng cần sẵn sàng phương án chuẩn bị các cơ sở cách ly để chủ động ứng phó trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay.